xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Sát thủ trên không của Nga sẽ được tăng cường sản xuất. Nga cho biết sẽ tăng số lượng UAV sản xuất trong năm nay lên gấp 10 lần để đảm bảo chiếm ưu thế trên chiến trường với Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin hôm 19 tháng 9 cho biết, Nga đang tăng cường sản xuất máy bay không người lái khoảng 10 lần, lên gần 1,4 triệu chiếc trong năm nay để đảm bảo lực lượng vũ trang nước này giành chiến thắng ở Ukraine. Ông Putin cho biết, tổng cộng khoảng 140.000 máy bay không người lái các loại đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang vào năm 2023. Năm nay, việc sản xuất máy bay không người lái dự kiến sẽ tăng đáng kể, nói chính xác hơn là gần 10 lần. Tại cuộc họp ở St. về việc phát triển sản xuất máy bay không người lái, ông Putin nói, ai phản ứng nhanh hơn với những yêu cầu này trên chiến trường sẽ thắng. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, pháo binh và máy bay không người lái đã trở thành hai loại vũ khí chủ chốt dọc theo mặt trận dài 1.000 km trong khi pháo binh là vua chiến trường trên bộ trong hàng chục năm qua sự xuất hiện và bùng nổ của uav đã tạo ra phương thức tác chiến mới nơi hai bên sử dụng giàn sát thủ trên không tấn công bộ binh vũ khí của phía còn lại Ông Putin đã chỉ thị cho chính quyền tăng cường hỗ trợ các nhà sản xuất UAV nhỏ. Ông Putin nhấn mạnh, cùng với các công ty và tập đoàn lớn, các công ty nhỏ cũng tham gia vào việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái. Tổng thống lưu ý rằng các sản phẩm do các doanh nghiệp nhỏ sản xuất, bao gồm cả máy bay không người lái, không thua kém chất lượng so với các sản phẩm do các doanh nghiệp lớn tạo ra. Vì vậy, các tổ chức nhỏ này cần được hỗ trợ bao gồm cả về mặt công nghệ. Putin nói thêm rõ ràng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tự mình giải quyết một số vấn đề ở đây chúng ta cần sự phối hợp giữa các trung tâm nghiên cứu lớn doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ cùng với tăng cường sản xuất uav nga không ngừng cải tiến công nghệ Hồi đầu tháng, công ty Berkut có trụ sở tại Cộng hòa Buriatia thuộc Nga tuyên bố đã chế tạo ra một UAV mới mang tên là Buria-20. Đây là UAV cỡ lớn có khả năng phóng ra các UAV góc nhìn thứ nhất hay còn gọi tắt là UAV FPV cỡ nhỏ hơn. Cơ chế giống như tàu sân bay trên không, Ngoài ra, thì Nga trang bị cho UAV tàu mẹ công nghệ thị giác máy, giúp cho UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó đưa ra quyết định có liên quan. Sự xuất hiện của những công nghệ mới này đến trong bối cảnh UAV đang trở thành một phần không thể thiếu của hoạt động tác chiến trong tương lai. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy vai trò quan trọng thậm chí thay đổi cuộc chơi này của các UAV năng lực thực hiện các vụ tấn công theo cơ chế bày đàn, ồ ạt vào mục tiêu đối thủ có thể tạo ra lợi thế không nhỏ cho quân đội. Cơ chế tàu sân bay trên không có thể thực hiện việc này. Các UAV nhỏ có thể làm chặn thông tin liên lạc, gây nhiễu tín hiệu và tìm kiếm phá hủy. Chúng có thể được trang bị tên lửa nhỏ hoặc thuốc nổ để thực hiện một vụ tấn công cảm tử nếu cần thiết. Chúng có thể chia sẻ dữ liệu lẫn nhau và truyền thông tin về tham số của các chiến hạm hoặc máy bay đối thủ rồi có thể cùng lao ồ ạt vào mục tiêu khi cần áp chế hệ thống phòng không của đối phương. Cảnh báo không kích lan rộng khắp Ukraine khi Nga phóng UAV tấn công không quân Ukraine trên Telegram thông báo vào tối ngày 18 tháng 9 quân đội nga đã phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine từ hướng nam. Vào lúc 21 giờ 10 có báo cáo về các mối đe dọa của UAV tấn công đối với các khu vực Kherson, Nikolaev. Sau đó từ 21 giờ 17 đến 23 giờ 52 UAV liên tục được ghi nhận ở Kherson, Mikolaev, Nikolaev, Nikolaev, Kigirovograd, Odesa, Vinnytsia, Kamenetsky. Lúc 1 giờ ngày 19 tháng 9, thì quân đội Ukraine đã cập nhật dữ liệu về chuyển động của UAV tấn công ở Nikonev, Vistia, Kominsky, Chukasi, Odessa, Ritomi, Kiev. Riêng vùng Kiev, phòng không Ukraine đã khai hỏa dồn dập lần thứ hai trong đêm. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo rằng các hoạt động của UAV của đối phương đã được ghi nhận trong khu vực. Báo cáo nêu rõ không được chụp ảnh hoặc quay phim công việc của lực lượng phòng vệ, không được bỏ qua các quy tắc an toàn, hãy ở trong hầm trú ẩn cho đến khi báo động không kích kết thúc. trung tâm liên lạc tình báo chính của ukraina dung chuyển trước các đợt tấn công Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của Nga đã tấn công một trung tâm liên lạc quan trọng của tình báo Ukraine cùng với các hạ tầng hàng không của nước này. Không quân tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Nga đã tấn công trung tâm liên lạc vô tuyến chính của Tổng cục Tình báo Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng ở Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ trung tâm liên lạc này nằm ở đâu cũng như mức độ thiệt hại. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng tập kích vào các vị trí tập kết quân và vũ khí của Ukraine ở 142 khu vực. Trước đó, các phương tiện truyền thông và quan chức Ukraine xác nhận một số vụ nổ ở vùng Kharkov, Sumy và Kiev do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tên lửa. Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm các căn cứ tập kết lính đánh thuê, cơ sở quốc phòng, công nghiệp và năng lượng. Vào hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy cơ sở chỉ huy và kiểm soát một trong những lữ đoàn cơ giới hóa của Ukraine bằng tên lửa Iskander M. Mặt trận Tourette đột ngột sôi động trở lại kênh military summary đưa tin quân đội nga tiếp tục tiến vào Torets, những thắng lợi về mặt chiến thuật đang tăng lên dường như cuộc tấn công lại diễn ra sôi nổi họ bắt đầu tiến vào thành trì tiếp theo của ukraine ở trung tâm Torets. bên cạnh đó lực lượng kiev trên các cánh đồng giữa quận sabaka và tiền tuyến hiện tại ở trung tâm cũng đứng trước nguy cơ bị bao vây bởi thế gọng kìm của quân đội nga theo hướng Poproker, hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được phần lớn thị trấn Hrodnicka. Các blogger quân sự Ukraine cũng đưa tin về sự kiểm soát rộng rãi của quân đội Nga tại khu vực này. Tuy nhiên, Nga cũng được cho là đang hoạt động ở phía nam sau khi chiếm được Ukraine. Họ đã tấn công chiếm được các vị trí đầu tiên ở Hinnik, theo một blogger quân sự Ukraine đáng tin cậy thông tin. Tình hình đang trở nên ngày càng nghiêm trọng với lực lượng Kiev ở khu vực này. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine và một kho đạn dược ở Toropet ở vùng vơ của Nga đã gây ra một vụ nổ lớn. Các trạm đo đạc được cho là đã ghi nhận được rung chấn như là động đất. Theo kênh Red lực lượng Moscow đã đột phá đến trung tâm Toret đang tiến về con đường mà quân đội Ukraine ở Zabakan đã được nhận tiếp tế. Cụ thể là quân đội Nga đã tiến tới các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Torres nằm giữa đường Ruba và Mayakovsky. Các đơn vị của họ bắt đầu tấn công đối phương từ phố trung tâm, đồng thời nỗ lực kiểm soát khu vực phòng khám trẻ em. Quân đội Nga cũng đã đột nhập được vào các tòa nhà cao tầng sau khi IK-2 cũng như nhà máy bánh mì bị chiếm giữ. Việc chiếm giữ các tòa nhà cao tầng ở trung tâm sẽ giúp tạo ra sự chia cắt mạnh mẽ hơn giữa các bộ phận của quân đội Ukraine trong thành phố. Sau khi nắm quyền kiểm soát một phần trung tâm của Torres, lực lượng Moscow sẽ bắt đầu chiến đấu để giành các tòa nhà dân cư gần bãi thải của mỏ center. Việc quân đội Nga chiếm được những điểm quan trọng này sẽ buộc Ukraine phải rút khỏi phần lớn thành phố. Quân đội Nga đang tiến về phía phố Runiknaya, dọc theo đó lực lượng Kiev tiếp tế cho Zabaka mũi xung kích tiên phong của Nga còn khoảng 500 mét nữa là đến được địa điểm này.